Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Tranh cãi chuyện tấm cám bị loại khỏi hệ thống rạp lớn nhất Việt Nam. Ngô Thanh Vân, BHD và hệ thống rạp chiếu CGV đã có những tranh cãi kịch liệt về tỷ lệ ăn chia trong vụ phát hành phim tấm cám chuyện chưa kể. Ngô Thanh Vân khóc vì không đàm phán được với CGV. Chỉ trước khi cuộc họp báo giới thiệu phim diễn ra khoảng hơn 10 tiếng vào chiều ngày 17 tháng 8, lịch chiếu phim sắp tới của trang web của CGV còn để hình ảnh của bộ phim tấm cám chuyện chưa kể. Nhưng ngay sau khi phim ra mắt báo giới xong thì poster đó đã được tháo xuống. Ngô Thanh Vân đã khóc trong buổi họp báo khi nhắc tới chuyện này, vì cho tới xét giờ chiếu cho báo chí thì công cuộc đàm phán vẫn tiếp tục, nhưng cả hai bế tắc trong việc tìm tiếng nói chung về tỷ lệ ăn chia. BHD, đơn vị phát hành tấm cám chuyện chưa kể, đại diện là bà Ngô Thị Bích Hiền đã phát biểu trong cuộc họp báo rằng tỷ lệ mà CGV chào còn thấp hơn cả phim Việt được sản xuất với kinh phí bằng 1/2 của tấm cám chuyện chưa kể. CGV từ chối chiếu phim tấm cám chuyện chưa kể. Trước những phát biểu từ phía Ngô Thanh Vân và đơn vị phát hành phim tấm cám chuyện chưa kể, CGV Việt Nam đã có phản hồi như sau. CGV Việt Nam không từ chối chiếu phim tấm cám chuyện chưa kể, là một đơn vị phổ biến phim với hệ thống 35 cụm rạp trên toàn quốc như hiện nay. Chúng tôi rất cần có phim để phục vụ cho các khán giả trên cả nước. Tuy nhiên, đối với phim tấm cám chuyện chưa kể, chúng tôi không có quyền quyết định mà phụ thuộc vào đơn vị phát hành là BHD và nhà sản xuất VAE. Trong quá trình thương thảo về việc phát hành phim, mặc dù chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng, nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực quảng bá cho phim tấm cám chuyện chưa kể tại tất cả các cụm rạp của CGV, cũng như duy trì đăng poster trên website và trang Facebook fanpage của công ty. Chúng tôi đã nhiều lần trao đổi với BHD là với suất chiếu lớn thì chi phí vận hành rạp tương ứng sẽ rất cao. Thực tế, trong việc phát hành phim, CGV và các đối tác sẽ cùng nhau xây dựng và thống nhất áp dụng tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé dựa trên chất lượng phim, số lượng rạp chiếu phim và phòng chiếu của đơn vị phát hành. Tỷ lệ này đã thống nhất từ trước tới nay cho tất cả các phim Việt Nam khi phát hành tại rạp CGV. Để đảm bảo cho lợi ích chính đáng của hai bên, chúng tôi đề nghị BHD xem xét điều chỉnh tỷ lệ cho phù hợp. Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật từ ngày 17 tháng 8 năm 2016, công ty BHD đã chính thức từ chối cung cấp phim tấm cám chuyện chưa kể cho hệ thống rạp CGV vì không đạt được thỏa thuận kinh doanh như BHD yêu cầu. Quyết định đơn phương của BHD đã phần nào hạn chế việc phổ biến bộ phim tới khán giả trên toàn quốc. Những diễn tiến đang xảy ra với tấm cám chuyện chưa kể nằm ngoài phạm trù câu chuyện của một tác phẩm văn học. Lớn hơn đó là câu chuyện về làm ăn kinh tế giữa các đối tác. Đó hẳn nhiên sẽ là một cuộc chiến dài hơi giữa các bên trong chiến lược kinh doanh được theo đuổi bởi từng bên. Có lẽ người thiệt hại nhất vẫn là khán giả nếu như các bên không ngồi lại với nhau được. Sự hạn chế của cụm rạp chiếu đồng nghĩa với việc hạn chế độ phủ sóng với những người yêu điện ảnh. Theo kế hoạch, tấm cám chuyện chưa kể chính thức phát hành vào ngày 19 tháng 8. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.